liệu tân tổng bí thư có chỉ đạo khởi tố vợ chồng nguyễn xuân phúc kính thưa quý vị hệ thống tài chính là mạch máu của nền kinh tế quốc gia nền kinh tế có hoạt động hiệu quả và tăng trưởng bền vững cũng từ sự minh bạch của hệ thống tài chính những hành vi tham nhũng lớn đều thông qua hệ thống tài chính công cuộc chống tham nhũng làm trong sạch đảng trước hết là cứu vãn sự sụp đổ của đảng sẽ không thể đạt được hiệu quả nếu không làm lành mạnh thị trường tài chính. Cải cách ruộng đất theo mô hình Trung Hoa, Cộng sản cách đây hơn 60 năm, theo chỉ đạo của Stalin từ cái Tết canh dần 1950, khi cụ Hồ và Trần Đăng Ninh bí mật đi Moscow đã gây ra sai lầm giết oan hàng vạn người là ân nhân cách mạng, phá nát các giá trị đạo đức truyền thống, khi con Vu Khống, đấu tố cha, vợ Vu Khống, đấu tố chồng hủy hoại nền kinh tế quốc gia. Khi giao công cụ lao động vào tay lực lượng bần cố nông Không có trình độ quản lý và kinh nghiệm tổ chức sản xuất Cuối cùng Cũng chỉ một mình Ông Tổng Bí Thư Trường Chinh mất chức Ngày nay Chính sách chống dịch cúm tàu sai lầm Đã gây nên cái chết oan ức Tức tưởi của mốm đi 3.000 đồng bào Hàng triệu lao động chạy loạn trong cơn cùng quẫn Giải cấp công nhân Lực lượng được cho là lãnh đạo cách mạng Chưa bao giờ thảm thương đến vậy Nhưng cuối cùng chùm cuối vẫn chưa phải chịu trách nhiệm. Tân Tổng Bí Thư Tô Lâm, người nối tiếp ngọn cờ chống tham nhũng của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu làm được hai việc đó, làm trong sạch hệ thống tài chính quốc gia và xử lý chùm cuối trong đại dịch cúm tảo, thì tôi xin nguyện ủng hộ tuyệt đối và phục tùng Tân Tổng Bí Thư, ủng hộ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa để nước ta có thể đàng hoàng, ngạo nghễ sánh vai với Cuba, Bắc Hàn. Thêm một nguồn tin nội bộ cho biết, trong thời gian gần đây, Nguyên Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Hồng Ba. Bộ Công an mời lên làm việc 5 lần tại số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, sáng ngày 5 tháng 8, Phúc có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra xin được phục vụ cơ quan tố tụng tại nhà riêng vì lý do đang mắc bệnh hiểm nghèo. Phúc trình bày mắc bệnh nhưng Phúc vẫn lựa lờ tham gia các hội nghị nhằm chứng minh bản thân vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Tối ngày 7 tháng 8 vừa qua, Phúc có tham gia lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Thượng Đức tại Quảng Nam với tâm trạng mệt mỏi, bất an và chán trường, nên hình ảnh Phúc bị hạn chế đăng trên các mặt báo của tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng khẳng định Nguyễn Xuân Phúc Nguyên thủ tướng chính phủ, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận của bà Trương Mỹ Lan vạn thịnh phát 100 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Phúc vẫn đang chối cãi và có khả năng nay mai sẽ phải thỏa hiệp để xin giảm nhẹ hình phạt. Chúng ta chờ xem công lý có được thực thi hay không, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Hiện nay, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm mặc dù mới vừa lên chức thứ trưởng Bộ Công an nhưng vẫn là người đứng đầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu C03, Bộ Công an với cương vị là Cục trưởng C03. Trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Quang Phương, sinh năm 1976, quê quán Quảng Ninh, hiện là Cục phó C03, sẽ lên nắm giữ chức vụ Cục trưởng C03, kế nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm. Những nhân vật liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc. Tiếp theo bài về cái chết của ông Vũ Tiến Lộc. Nguyên đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu bị nhiều người lên án là độc ác, tham lam, sống không có liêm sỉ. Quá khứ của Thu quá nhơ nhớp khi làm nhân viên massage cho khách sạn Thu ở Bồn Đà Nẵng. Còn chức danh kế toán cho khách sạn chỉ là màn thưa che mắt thánh. Có nhiều tài liệu của cơ quan an ninh kinh tế chứng minh từ năm 2016 cho đến năm 2020, -20, Trần Thị Nguyệt Thu đã cấu kết với nhiều đối tượng đầu cơ tài chính lũng loạn thị trường chứng khoán của Việt Nam. Cá nhân Trần Nguyệt Thu được hưởng lợi bất chính 12.000 tỷ Việt Nam đồng từ nguồn tiền chứng khoán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có khả năng sẽ khởi tố bắt tạm giam nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về tội nhận hối lộ và vợ Trần Thị Nguyệt Thu tội tội thao túng thị trường chứng khoán và tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán. Tính trước ngày hoạn nạn này không sớm thì muộn sẽ xảy ra và để tránh mang tiếng cũng như bị liên đới, thiếu tướng Đàm Thanh Thế, có họ hàng với ông Phúc, anh em đằng mẹ ông Phúc, đã viết đơn xin ly dị bà Bùi Thị Thu Hà. Bà Hà là người đứng tên tài sản cho gia đình Nguyễn Xuân Phúc. Hiện nay, bà Hà thường xuyên đến khu biệt thự Tây Hồ, Hà Nội, sống cùng gia đình ông Phúc. Còn Trung tướng Trần Văn Vệ có khả năng bị bắt về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, bỏ lọt tội phạm và tội nhận hối lộ, bảo kê đánh bạc trên không gian mạng. Tướng vệ sống với tâm lý lo sợ và hoang mang suốt mấy năm qua vì sợ gia đình Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Công an, trả thù. Nguyên do là vì tướng vệ thu thập chứng cứ ngụy tạo, cấu thành hồ sơ tạo tiền đề cho Trung tướng Đỗ Văn Hoành khởi tố, bắt giam Nguyễn Duy Linh, con trai tướng Hưởng. Do đó, tướng vệ đã bán căn nhà số 5 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội và đến sống cùng gia đình con gái Trần Văn Anh, sinh năm 1993. Trần Vân Anh có chồng là đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Hà, đang giữ chức bí thư Lạng Sơn, nơi mới xảy ra vụ nguyên giàn lãnh đạo công an tỉnh này làm gián điệp cho Trung Quốc. Đoàn được biết đến là thăng tiến thần tốc từ giám đốc công an Huế cho đến phó bí thư Huế, rồi bí thư Lạng Sơn. Với trình độ yếu kém, năng lực hạn chế, đoàn chỉ có thể tiến thân bằng cách cặp bồ với các phụ nữ có chồng là quan chức. Vợ đầu của đoàn chết vì tự sát khi nghe tin đoàn cặp với bà Thanh, tên đã được thay. Vợ chết, nhưng đoàn không về lo tang sự cho vợ. Nhiều lần đoàn xin làm thứ trưởng bộ công an, nhưng đều bị từ chối, vì ai cũng biết đoàn sống kiểu, thượng đội hạ đạp, tình dục quý hơn tình người. Tuy được nhạc phụ bơm tiền để chạy chức thứ trưởng, nhưng tiền mất tật mang. Hiện nay đoàn đang bị điều tra về những sai phạm hồi thời làm giám đốc công an và phó bí thư tỉnh Thừa Thiên Huế, liên quan đến tội tham mô tài sản, cấp phép nhiều mỏ đất hiếm trái phép, thả người trái pháp luật. Trở lại chuyện tướng Trần Văn Vệ, ông có đệ tử thân tín là Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, hiện nay làm Phó Giám đốc Công an Yên Bái. Hồi năm 2020, ông Quỳnh có nhận của Huỳnh Đức Thơ, nguyên bí thư Đà Nẵng, nhiều triệu đô la Mỹ để giúp Thơ thoát tội. Thơ hiện nay đang mua nhà bên Úc để tìm đường chạy trốn. Cần biết thêm, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh hiện nay đang trong tầm ngắm với cáo buộc làm gián điệp cho tình báo Hoa Nam. Quỳnh cũng là cánh tay phải của Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quỳnh được cài cắm nhằm cung cấp thông tin tình báo kinh tế cho Hoa Nam, Trung Quốc. Hiện nay Phạm Minh Chính đang cân nhắc giới thiệu Phước vào chức danh Phó Thủ tướng. Kính thưa quý vị, thông tin đang được lan truyền trên các trang mạng, xuất phát từ trang Thời báo Re. Cho biết ông Nguyễn Xuân Phúc là cựu thủ tướng chính phủ và chủ tịch nước Việt Nam đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi lên làm việc liên quan đến tài liệu chứng minh nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan và Cao Minh Chí. Cao Minh Chí hiện là giám đốc truyền thông trường phổ thông Duy Tân, còn Phan Quốc Việt là chủ tịch tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Cả hai người này vẫn đang bị điều tra mở rộng. Tin đồn còn cho biết thêm rằng hiện nay ông Nguyễn Xuân Phúc và vợ là bà Trần Thị Nguyệt Thu đã bị cấm xuất cảnh. Để tránh bị phát giác, bà Trần Thị Nguyệt Thu đã nhờ bà Bùi Thị Thu Hà, vợ của Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, đứng tên dùng cho khối tài sản nhiều ngàn tỷ. Đàm Thanh Thế là người có họ hàng anh em phía mẹ của ông Phúc. Hồi cuối năm 2013, Đàm Thanh Thế biệt phái từ ngành công an để chuyển sang làm vụ trưởng trong văn phòng chính phủ, thư ký riêng cho ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đó. Ông Phúc khi ấy là phó thủ tướng, trưởng ban chỉ đạo 389. Vào tháng 7 năm 2016, sau khi Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng, Đàm Thanh Thế được bổ nhiệm giữ chức tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389. Đây là cơ quan trung ương quyền lực, chỉ đạo các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của chính phủ. Có thể nói, Đàm Thanh Thế nắm giữ một vị trí trung gian rất màu mỡ có quyền lực rất lớn và kiếm được rất nhiều tiền trong hơn 5 năm trở lại đây. Khi đang làm Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc dùng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Trung tướng Trần Văn Vệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, để khởi tố bắt giam nhiều cán bộ, doanh nghiệp nhằm trả thù cá nhân cũng như tiêu diệt đường chính trị của họ, rộng đường thăng tiến của mình. Điển hình như vụ án liên quan đến vụ nhôm, tức là Phan Văn Anh Vũ, khi chứng cứ kết tội dựa vào suy đoán của cơ quan tố tụng người bán đất công vụ là nhà nước là nguyên nhân phạm tội thì không xét xử mà lại kết tội người mua đất. Trong phiên tòa ngày 01 tháng 7 năm 2020, vụ nhôm đã hỏi quan tòa rằng có chứng cứ nào khẳng định bị cáo cấu kết với lãnh đạo Đà Nẵng thì quan tòa trả lời rằng dựa vào kết luận điều tra và cáo trạng đủ chứng minh có sự cấu kết. Thế nhưng quan tòa không đưa ra chứng cứ gì mà chỉ suy đoán thực trạng này phản ánh nền tư pháp của việt nam không dựa trên hiến pháp công lý hay sự thật mà tùy thuộc vào ý chí chủ quan của lãnh đạo và việc mua bán công lý hơn nữa nguyễn xuân phúc còn cướp cảng quy nhơn công ty cổ phần cảng quy nhơn do doanh nghiệp tư nhân lê hồng thái quản lý đã bị nguyễn xuân phúc thu lại để chuyển giao cho con rể của phúc là vũ trí hùng còn nguồn tiền đầu tư thì ông phúc yêu cầu đỗ quang hiển tức là bầu hiển chi ra Nguyễn Xuân Phúc còn dùng trung tướng Trần Văn Vệ để khởi tố bắt giam nhiều phe cánh của Tô Lâm và Trần Đại Quang. Chẳng hạn như vụ án của Đại tá Nguyễn Duy Linh, Cục Phó Cục Tình Báo, Bộ Công an. Ông là con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, từng giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh, là Thủ trưởng cũ và là chỗ thâm tình của Tô Lâm. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm. Năm 2019, Nguyễn Xuân Phúc bật đèn xanh cho tướng Trần Văn Vệ, sờ gái, đại tá Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Hồ Hữu Hòa vốn là thầy phong thủy nên thân quen với nhiều ủy viên Bộ Chính trị và các tướng lãnh trong ngành công an. Sau đó, Hồ Hữu Hòa đã chuyển sang nhận nhiệm vụ mới trong xã hội Công giáo Việt Nam. Đại tá Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm với số tiền nhiều triệu đô la Mỹ. Nhưng nhờ vào uy quyền của Bộ trưởng Công an Tô Lâm nên Nguyễn Duy Linh chỉ bị cáo buộc là nhận hối lộ 5 tỷ đồng và bị tuyên án 14 năm tù. Theo giới thảo tin, Nguyễn Duy Linh mang tiếng là đang ngồi tù, nhưng với ông ta thì cũng chỉ như đi làm viện nghỉ dưỡng. Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một bố già khét tiếng trong ngành công an. Theo tin đồn, Do nhục nhã và cay cú, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã thề thốt là sẽ bắt bằng được ông Nguyễn Xuân Phúc. Sắp tới, Nguyễn Xuân Phúc có thể bị khởi tố tội nhận hối lộ, còn Trung tướng Trần Văn Vệ có thể bị khởi tố liên quan đến tội bỏ lọt tội phạm và bảo kê đánh bạc. Trang mạng Thời báo Gia cũng đưa ra bình luận cho biết rằng, những ngày vừa qua, nhiều tin đồn cho biết sẽ có một chiến dịch long trời lở đất. Lần này, cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là người bị cho lên thớt. Nguồn tin nội bộ cũng xác nhận với trang mạng Thời báo Re về tin đồn này. Nếu đây là sự thật thì có thể nói là một vụ án lớn chưa từng có từ trước đến nay. Cho tới thời điểm hiện tại, chỉ có một ủy viên Bộ Chính trị phải sổ khám, đó là ông Đinh La Thăng, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ông Thăng thì chưa có ủy viên Bộ Chính trị nào phải ngồi tù. Nếu tân tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm được điều này thì cho thấy quyền lực của Tô Lâm đã vượt qua Nguyễn Phú Trọng và đồng thời cũng vượt người tiền nhiệm về mức độ tàn bạo. Có tin cho rằng, ông Trọng trước khi nhắm mắt đã nhắn nhủ với Tô Lâm là phải bắt cho bằng được Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, trước khi mất, ông Trọng đã rất yếu và liệu ông có đủ minh mẫn để nhắn gửi việc này? Hơn nữa, liệu ông có gửi gắm tâm tư với một người phản trắc như Tô Lâm hay không? nếu ông trọng có ý đồ thịt nguyễn xuân phúc thì ông thừa sức làm khi ông còn khỏe mạnh bởi tại thời điểm hạ bệ nguyễn xuân phúc quyền lực của ông trọng là rất lớn đủ để cho ông phúc phải sổ khám trong nhục nhã vậy nên rất có khả năng tô lâm chỉ mượn danh của tổng bí thư nguyễn phú trọng để danh chính ngôn thuận hốt bảy phúc và đẩy mối thủ sang người đã khuất từ khi tô lâm công khai tạo phản ông ta không hành động vì bất kỳ ai kể cả tổng trọng Ông ta chỉ hành động vì lợi ích của bản thân và lợi ích của phe nhóm hưng yên của mình. Cho nên nếu bắt Nguyễn Xuân Phúc thì Tô Lâm cũng chỉ vì tư thủ và vì lợi ích của bản thân. Hiện nay, có một số nhân vật tứ trụ đã về hưu lại đang dục dịch nổi lên, có ý đồ muốn giật dây các thế lực khác. Bọn họ không có thực lực để đối đầu với Tô Lâm, nhưng với kinh nghiệm tích lũy được từ nhiều năm trên chiến trường và sự hiểu biết về từng đối thủ, họ sẽ bày mưu tính kế cho những thế lực đương chức để đối đầu với vị tân Tổng Bí Thư Tô Lâm. Nếu Tô Lâm không ra tay triệt hạ những quan chức về hưu này, thì ông ta cũng sẽ khó có thể yên ổn mà cầm quyền lãnh đạo tối cao. Kính thưa quý vị, ông Nguyên Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Việt Nam đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi lên làm việc liên quan đến tài liệu chứng minh nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan, Cao Minh Trí, Giám đốc truyền thông trường phổ thông Duy Tân và Phan Quốc Việt, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Hiện nay, Nguyễn Xuân Phúc và Trần Nguyệt Thu bị cấm xuất cảnh. Để tránh bị phát giác khối tài sản nhiều ngàn tỷ, bà Thu đã nhờ Bùi Thị Thu Hà là vợ thiếu tướng Đàm Thanh Thế đứng tên dùm. Đàm Thanh Thế là người có họ hàng với Nguyễn Xuân Phúc, anh em đằng mẹ Nguyễn Xuân Phúc. Hồi cuối năm 2013, Đàm Thanh Thế xin biệt phái từ ngành công an để chuyển sang làm vụ trưởng trong văn phòng chính phủ, thư ký riêng cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Lúc đó, ông Phúc là phó thủ tướng, trưởng ban chỉ đạo 389. Tháng 7 năm 2016, sau khi Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng, Đàm Thanh Thế được bổ nhiệm giữ chức Tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389. Đây là cơ quan trung ương quyền lực chỉ đạo các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của chính phủ. Có thể nói, Đàm Thanh Thế nắm giữ một vị trí trung gian rất màu mỡ, có quyền lực rất lớn, kiếm được rất nhiều tiền trong hơn 5 năm ở đây. Khi đang làm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Trung tướng Trần Văn Vệ, Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, khởi tố bắt giam nhiều cán bộ doanh nghiệp để trả thù cá nhân, cũng như tiêu diệt đường chính trị của họ nhằm rộng đường thăng tiến của mình. Điển hình, như vụ án liên quan đến Vũ Nhôm, Phan Văn Anh Vũ. Khi chứng cứ kết tội dựa vào suy đoán của cơ quan tố tụng, người bán đất công vụ là nhà nước là nguyên nhân phạm tội thì không xét xử mà lại kết tội người mua. Tại tòa án ngày 17-2020, Vũ Nhôm hỏi quan tòa, có chứng cứ nào khẳng định bị cáo cấu kết với lãnh đạo Đà Nẵng? Quan tòa trả lời, dựa vào kết luận điều tra và cáo trạng đủ chứng minh có sự cấu kết. Thực trạng này phản ánh nền tư pháp của Việt Nam không dựa trên hiến pháp, công lý hay sự thật mà tùy thuộc vào ý chí chủ quan của lãnh đạo và việc mua bán công lý. Hơn nữa, Nguyễn Xuân Phúc còn cướp Cảng Quy Nhơn, công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, do doanh nghiệp tư nhân ông Lê Hồng Thái quản lý để chuyển giao cho con rể của ông Phúc là Vũ Trí Hùng. Còn nguồn tiền đầu tư ông Phúc yêu cầu Đỗ Quang Hiển, Bầu Hiển, chi ra. Phúc còn dùng trung tướng Trần Văn Vệ, để khởi tố bắt giam nhiều phe cánh của Tô Lâm và Trần Đại Quang. Chẳng hạn như vụ án của Đại tá Nguyễn Duy Linh, Cục Phó Cục Tình báo Bộ Công an, con trai Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Thủ trưởng cũ của Tô Lâm. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Phúc và Tô Lâm. Năm 2019, ông Phúc bật đèn xanh cho tướng Trần Văn Vệ, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, sờ gáy đại tá Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hỏa về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Hồ Hữu Hỏa vốn là thầy phong thủy nên thân quen với nhiều ủy viên bộ chính trị và các tướng lĩnh công an. Đại tá Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm với số tiền nhiều triệu đô la Mỹ. Nhưng nhờ bộ trưởng Tô Lâm nên Nguyễn Duy Linh chỉ bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng và bị tuyên án 14 năm tù. Theo giới thảo tin, Nguyễn Duy Linh mang tiếng ngồi tù nhưng cũng chỉ như đi nằm viện nghỉ dưỡng. Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của tướng Hưởng, một bố già khét tiếng trong ngành công an. Theo tin đồn, do nhục nhã và cay cú, tướng Hưởng thề sẽ bắt bằng ông Phúc. Sắp tới, Nguyễn Xuân Phúc có thể bị khởi tội nhận hối lộ, còn Trung tướng Trần Văn Vệ có thể bị khởi tố vì liên quan đến tội bỏ lọt tội phạm và bảo kê đánh bạc. Quý vị vừa nghe xong bài Nguyễn Xuân Phúc sắp bị bắt, bài viết được đăng trên trang web Thời báo Je. Kính thưa quý vị, ai đứng sau kế hoạch đặc xá để giải cứu cho quan Tham Trung Ngọc Anh? Ông Trung Ngọc Anh, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, bị cáo trong đại án Việt Á với tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tháng một 20 nghìn ông Chu Ngọc Anh đã bị tòa án nhân dân Hà Nội kết án 3 năm tù giam. Theo truyền thông nhà nước, tại phiên tòa, ông Chu Ngọc Anh đã khai nhận 200.000 đô la Mỹ, tương đương 5 tỷ Việt Nam đồng, tiền cảm ơn từ ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á. Báo Người Lao Động ngày 2 tháng 8 đưa tin, ông Chu Ngọc Anh nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét đặc xá. Bản tin cho biết, sáng cùng ngày, văn phòng chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Việt Nam. Tại cuộc họp báo này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết ông Chu Ngọc Anh sẽ được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét đặc xá. Trên mạng xã hội của người Việt, nhiều ý kiến đánh giá tin tức này không có gì là bất ngờ. Ngày 9 tháng 1, tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư đã đề nghị cho ông Chu Ngọc Anh được hưởng án bằng thời gian tạm giam. Theo đó, tại phần tranh tụng, luật sư bào chữa cho ông Ngọc Anh nói rằng sai phạm của thân chủ mình không nguy hiểm đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đề nghị của luật sư cũng như việc ông Chu Ngọc Anh không kháng cáo án sơ thẩm được cho là để dọn đường để ông này được giải cứu đúng quy trình. Ông Chu Ngọc Anh bị Bộ Công an khởi tố bị can và khám xét nơi ở với lý do đã nhận hối lộ 200.000 đô la Mỹ từ Phan Quốc Việt tại phòng làm việc của ông ở Bộ Khoa học Công nghệ. Tuy nhiên, trong kết luận điều tra sau đó, Bộ Công an đã bỏ qua tội danh nhận hối lộ của ông Ngọc Anh, chỉ coi đó là hành vi nhận quả, nhưng không đòi hỏi hay tác động gây sức ép. Trước phiên tòa xử vụ Việt Á, ông Chu Ngọc Anh đã nhờ gia đình nộp 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đây là số tiền mà ông bị khép tội nhận hối lộ từ Phan Quốc Việt, giám đốc công ty Việt Á. Việc nộp tiền khắc phục hậu quả và nhận tội giúp ông Trung Ngọc Anh được tòa ghi nhận là có yếu tố giảm nhẹ. Đồng thời, do là gia đình có công với cách mạng và ông anh đã được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen cũng được tòa xem xét. Tại thời điểm đại dịch Covid-19, công ty Việt Á của Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã mua sinh phẩm giá rẻ từ nước ngoài về phối trộn để thành kit test COVID-19. Ông Chu Ngọc Anh là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, biết rõ đề tài nghiên cứu kit test thuộc quyền sở hữu nhà nước, nhưng vẫn ký các quyết định, giao cho công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu với Học viện Quân y. Việc làm của ông Anh đã dẫn tới số tiền gần 19 tỷ đồng của ngân sách nhà nước bị chi sai mục đích. Theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017, quy định về tội nhận hối lộ như sau. Khoản 4, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. A. Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên. B. Gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên. Theo giới thảo tin, Chu Ngọc Anh vốn là người thuộc phe chính trị Hà Nội. Được biết, trong nội bộ đảng, các thế lực chính trị ở Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh là các phe ủng hộ tổng trọng vô điều kiện. Thành viên của các phe này rất ít bị kỷ luật, và nếu có, đến mức buộc phải thi hành thì sẽ được tìm mọi cách giảm nhẹ tội. Đó cũng là lý do Bộ trưởng Chu Ngọc Anh dù đã nhận 200.000 đô la Mỹ trực tiếp từ Phan Quốc Việt, nhưng vẫn không bị truy tố về tội nhận hối lộ trong đại án Việt Á. Quý vị vừa nghe xong bài viết của tác giả Trà My. Kính thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 8 năm 2024, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, em vợ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đã được Bộ Chính trị chính thức trao quyết định giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản. Trên cương vị vừa mới được giao phó, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sẽ có thêm rất nhiều quyền lực để tiến hành điều tra, kỷ luật các đảng viên cao cấp trong giới chóp bu Cộng sản Ba Đình. Đặc biệt là đối với các đối thủ chính trị của người Anh rể, ông ta là Đại tướng Tô Lâm. Giới quan sát tình hình chính trị Việt Nam cho rằng, qua việc đưa người em vợ lên làm cấp phó trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng, tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thể hiện quyết tâm cao độ nhằm tiêu diệt các nhóm lợi ích đã được hình thành và bén rễ trong hơn một thập niên dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm đang tìm cách bắt cho bằng được vợ chồng cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng với vợ là bà Trần Thị Nguyệt Thu thực hiện di nguyện cuối đời của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là phải đưa cho bằng được vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc ra đền tội trước nhân dân. Cụ thể là thân nhân của 3 000 nạn nhân đã thiệt mạng trong đại dịch COVID-19. Để có thể làm được điều này thì trước hết ông Tô Lâm phải cải tổ và nắm chắc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Một cơ quan nắm quyền sinh sát đối với mọi đảng viên từ trung ương cho đến địa phương bao gồm cả các ủy viên bộ chính trị đương chức lẫn đang nghỉ hưu. Cũng cần được nhắc lại, vào năm 2023, ông Tô Lâm khi đó đang là đại tướng, bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đứng ra điều tra đại án liên quan đến Phan Quốc Việt và vụ hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á. Khi đó, mặc dù đã nắm được toàn bộ bằng chứng khẳng định là gia đình chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nắm giữ 80% cổ phần trong công ty Việt Á, nhưng đại tướng Tô Lâm vẫn không thể tiến hành khởi tố và bắt giam đối với cặp vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu. Nguyên nhân chính là do có sự chống đối, bao che, cản trở từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Bởi vì theo các quy định của Đảng Cộng sản, Nguyễn Xuân Phúc khi đó đang là chủ tịch nước, là cán bộ do Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý. Một khi chưa có sự cho phép của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thì Bộ Công an của ông Tô Lâm không được quyền tiến hành điều tra và khởi tố theo thẩm quyền, cho dù đó là những thẩm quyền đã được hiến pháp và pháp luật quy định. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú là người thuộc nhóm lợi ích nghệ tính, đã từ chối ký vào quyết định kỷ luật đối với Nguyễn Xuân Phúc. Trong khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nhận thấy có sự chống đối thì lại tỏ ra lo sợ gây những xáo trộn chính trị quá lớn trên thượng tầng chính trị Việt Nam và ông Trọng đã tỏ ra chân trừ, không quyết đoán. Lợi dụng vào điều này, Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện một cuộc đổi trác chính trị bằng cách chủ động xin từ chức. Đổi lại, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ cam kết không được đụng đến vợ con và gia đình của ông Phúc. Đó cũng là lý do vì sao mà trong buổi lễ bàn giao công tác diễn ra vào ngày 4 tháng 2 năm 2023 cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã công khai phủ nhận Việc gia đình ông ta có liên quan đến đại án Việt Á trước sự chứng kiến của tân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông ta còn ngang ngang phát biểu rằng gia đình tôi, vợ các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng kết luận rõ ràng. Mặc dù phát ngôn như trên của Nguyễn Xuân Phúc đã bị báo chí Việt Nam gỡ bỏ ngay sau đó, nhưng quả thực Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng có một kết luận như vậy và nó đã trở thành một thứ kim bài miễn tử đối với vợ chồng của ông Cựu Chủ tịch nước. Người ta thấy sau sự kiện này, mặc dù Nguyễn Xuân Phúc đã phải về hưu trong ô nhục, nhưng ông ta vẫn thường xuyên xuất hiện công khai trong các sự kiện quan trọng của Đảng Cộng sản với một bộ mặt dương dương tự đắc, một kiểu thách thức dư luận khi mà ông ta đã nắm trong tay lá bùa hộ mệnh. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ông Trần Cẩm Tú chính là thủ phạm đã trực tiếp ký vào kết luận tai tiếng nêu trên, đồng thời cũng là hành động gửi đi thông điệp công khai thách thức quyền uy của ông Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người mà khi đó đang phải chịu rất nhiều búa rìu từ dư luận khi không thể công bố sự thật về việc ai là người sở hữu 80% cổ phần của Việt Á. Sau thất bại này, Đại tướng Tô Lâm đã nhận ra rằng, muốn điều tra tham nhũng thì việc nắm chắc Bộ Công an thôi là chưa đủ, mà ông ta cần phải nắm chắc cơ quan điều tra của đảng. Việc đầu tiên mà ông Đại Tô Lâm làm là đưa người em vợ Vũ Hồng Văn vào làm nội gián trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, đồng thời ra lệnh điều tra các công ty tập đoàn sân sau của Trần Cẩm Tú. Như gần đây nhất là vụ công ty Cây Xanh Công Minh và đặt ông chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào thế phải chống đỡ để dễ bề thao túng ngày 30 tháng 10 năm 2023, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03, Bộ Công an, đã chính thức rời khỏi ngành công an để đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Và chỉ chưa đến một năm sau, ngày 8 tháng 8 năm 2024, Vũ Hồng Văn đã thăng tiến thần tốc khi được giao quyết định giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Một vị trí rất thuận lợi để ông ta có thể giúp cho người anh rể Tô Lâm có những bước đi cần thiết đa đảo ngược kết luận trước đó của chủ nhiệm Trần Cẩm Tú trong hồ sơ liên quan đến Việt Á. Việc tân Tổng Bí Thư Tô Lâm quyết tâm truy tố cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc không chỉ là việc giải quyết những ân oán cũ, mà đây còn là một nhu cầu cần thiết để thể hiện tính chính danh của một vị tân vương sau khi đã được các đồng đảng, đồng chí suy tôn. Theo đúng công thức, mà các triều đại phong kiến xưa cũ và các chế độ cộng sản gần đây đều đã thực hiện một lộ trình giống nhau như vậy. Bản thân đại tướng Tô Lâm đang rất muốn chứng minh ông ta là người kế thừa xứng đáng của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó, Tô Lâm cần tạo ra các cuộc thanh trừng phe phái để thể hiện quyền uy trong Đảng Cộng sản và cũng là để lấy lòng quần chúng nhân dân. Trong cuộc chơi chính trị này, vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc chính là những con dê tế thần hoàn hảo. Cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thất bại khi không thể bỏ tù được vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, thì nay di nguyện này đã được chuyển giao cho vị tân tổng bí thư Tô Lâm. Nhiều người đã bày tỏ mong mỏi rằng, hy vọng để trở thành người kế thừa vĩ đại của cuộc chiến đốt lò, Tô Lâm sẽ phải quyết tâm lôi cổ Nguyễn Xuân Phúc, năm Trần Thị Nguyệt Thu ra trước vành móng ngựa để tế vong hồn 43 ngàn nạn nhân đã thiệt mạng vì những hành vi tham lam, tàn nhẫn trong đại dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, ngành công an bành trướng quyền lực, một di sản khác của Nguyễn Phú Trọng. Trong suốt khoảng thời gian từ năm 2016 cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng đều được ca ngợi là một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, dẫn đầu chiến dịch chống tham nhũng lớn nhất và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này đã được người ta nhắc đến rất nhiều xong nói đến dẫn đầu ở một khía cạnh khác ông trọng có lẽ cũng là chính trị gia dù chưa từng có chức vụ trong ngành công an nhưng lại đóng góp nhiều nhất cho sự thống trị của ngành này chưa xét đến các nước cờ chính trị dù sai hay đúng của ông đã giúp cho vị thế của bộ công an và lãnh đạo của bộ này ngày một mạnh trong giai đoạn cầm quyền gần như tuyệt đối của mình 2016 2020 Ông Trọng có thể được xem là người giám sát lẫn bật đèn xanh cho hàng loạt dự án luật tăng cường phạm vi ảnh hưởng lẫn quyền lực của Bộ Công an trong hầu hết các vấn đề dân sự, xã hội, chính trị khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu, phân tích các văn bản quy phạm pháp luật này, cũng như cách mà nó bổ sung cho quyền lực ngày một lớn của Bộ Công an. 1. Luật phòng thủ dân sự 2023 Luật phòng thủ dân sự 2023 là văn bản luật được ban hành vào ngày 20 tháng 6, 2023 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, 20 2024. Đây có thể nói là dự án luật liên quan đến an ninh quốc phòng cuối cùng trong giai đoạn ông Trọng còn tại vị. Dù cái tên phòng thủ dân sự gợi ý cho chúng ta sự kết hợp giữa các nhóm cơ quan nhà nước là Bộ Quốc phòng cùng cơ quan dân sự như Ủy ban Nhân dân các cấp, Bộ Công an vẫn có một vai trò rất lớn trong luật ở nhiều khía cạnh tính mới của văn bản, hoàn toàn mới. Việt Nam chưa từng có văn bản riêng về vấn đề phòng thủ dân sự. Trước đây, vấn đề này được phân bổ giải rác trong các văn bản như luật đê điều 2006, luật phòng chống thiên tai 2013, luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015, hay luật quốc phòng 2018, luật phòng thủ dân sự. Vì vậy, một phần pháp điển hóa tổng hợp các quy định có sẵn từ các văn bản khác, nhưng quan trọng nhất là nó chuyên nghiệp hóa và tạo ra các định chế riêng, thủ tục riêng và quy cách riêng cho các vấn đề được cho là liên quan đến phòng thủ dân sự. Trong đó, về mặt chính sách và nhân sự, Bộ Công an có thể nói là được lợi nhiều nhất từ nỗ lực pháp điển hóa này. Phạm vi điều chỉnh. Về mặt lý thuyết, Luật Phòng thủ dân sự quy định về các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng chống khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa thiên tai, dịch bệnh bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân, theo điều hài. Nói cách khác, đạo luật này đưa ra khung pháp lý cũng như trao thẩm quyền cho các cơ quan ban ngành nhằm dùng các công cụ khác nhau ứng phó với các sự cố hay thảm họa xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Thẩm quyền bổ sung cho Bộ Công an Thẩm quyền của Bộ Công an trong luật được tăng cường thông qua nhiều khía cạnh, mà trong tổng thể bài viết này, người viết tạm thời nhóm thành ba ý chính. 1. Thẩm quyền về hoạch định hai Thẩm quyền về ngân sách và 3. Thẩm quyền về nhân sự Về mặt thẩm quyền hoạch định và ngân sách, trong các điều năm tháng 2, xây dựng lực lượng chuyên trách về tổ chức và trang bị hiện đại, chuyên nghiệp, tăng cường trang bị, phương tiện lưỡng dụng cho lực lượng vũ trang. Và điều 17,1 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành nội dung chương trình đào tạo, huấn luyện phòng thủ dân sự cho lực lượng vũ trang chúng ta có thể thấy bộ công an được xếp chung với bộ quốc phòng trong thẩm quyền đào tạo tăng cường phương tiện và xây dựng lực lượng chuyên nghiệp cho các hoạt động phòng thủ dân sự nói cách khác ngân sách về đào tạo và trang thiết bị thẩm quyền về chương trình đào tạo tiếng nói trong chủ trương và chỉ đạo phòng vệ đều phải qua kênh quan trọng là bộ công an chia sẻ thẩm quyền với bộ quốc phòng đặc biệt hơn bộ công an cũng được xếp chung với bộ quốc phòng khi nói về lực lượng vũ trang, tiếp tục củng cố quan điểm của luật quốc phòng Hanekom 18 về thẩm quyền sâu rộng ở cả khía cạnh trị an dân sự lẫn sử dụng vũ lực trong các tình huống cấp bách như sự cố hay thảm họa dẫn đến yêu cầu phòng thủ dân sự của siêu bộ này. Về mặt thẩm quyền nhân sự, ở điều 35 của luật, lực lượng phòng thủ dân sự, nòng cốt của phòng thủ dân sự gồm dân quân tự vệ, dân phòng và lực lượng chuyên trách kiêm nhiệm của quân đội nhân dân hoặc công an nhân dân. Trong đó, lực lượng dân phòng trực thuộc quyền quản lý, điều động trực tiếp của công an địa phương mà chúng ta sẽ tiếp tục nhắc đến ở các văn bản sau. Trong khi bộ công an cũng được trao quyền thành lập định chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm cho mình. Điều này đồng nghĩa với lương, trợ cấp, biên chế đặc biệt được bổ sung cho nhân sự dưới quyền bộ công an. Hai Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 tiếp tục là một dự án luật tham vọng với mong muốn pháp điển hóa và chính danh hóa sự tham gia của một bộ phận phần tử địa phương do công an xã quản lý trong việc thực thi các chính sách quản lý, kiểm tra hay thậm chí đàn áp các cá thể, hội nhóm ở một khu vực cụ thể. Được ban hành vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực vào ngày hôm 1 tháng 7 năm 2024. Luật này chính thức thừa nhận và mở rộng thực hành an ninh cơ sở, dung hợp các nhóm như bảo vệ dân phố, công an bán chuyên trách và từ đó biến họ thành lực lượng chân rết đông đảo nhất đại diện cho Bộ Công an tại các địa phương. Tính mới của văn bản, hoàn toàn mới. Trước đây, vấn đề an ninh trật tự địa phương có được quy định chủ yếu trong Pháp lệnh Công an xã năm 2018 Song điều thú vị là pháp lệnh này không ghi nhận cụ thể điều nào về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Theo truyền thống của ngành, đây là một nhóm bán vũ trang dưới quyền của Bộ Công an được sáng tạo ra từ nhiều các văn bản nhỏ dưới luật, ban hành và kiểm soát bởi chính bộ này. Thông qua đạo luật, nhà nước chính thức thừa nhận vai trò thường được gọi là bảo vệ dân phố và thẩm quyền sâu sát của lực lượng dưới Bộ Công an tại các thôn, làng, ấp. Phạm vi điều chỉnh Về mặt lý thuyết, văn bản ghi nhận các yếu tố về cấu trúc, vai trò, nhiệm vụ, cơ cấu nhân sự, cơ chế quản lý, ngân sách dành cho lực lượng an ninh cơ sở. Văn bản không giấu giếm khả năng điều động và sử dụng lực lượng đông đảo này của Bộ Công an trong rất nhiều hoạt động trị an tùy chọn khác nhau. Thẩm quyền bổ sung cho Bộ Công an, tương tự như trên, chúng ta có thể hiểu sự cơi nới thẩm quyền của Bộ Công an với luật lực lượng an ninh cơ sở qua ba khía cạnh. 1 thẩm quyền về hoạch định, 2 thẩm quyền về ngân sách và 3 thẩm quyền về nhân sự. Về mặt thẩm quyền hoạch định, Bộ Công an thông qua công an cấp xã sẽ là cơ quan đầu não trong việc đào tạo, giáo dục lực lượng cơ sở. Điều 18. Ngoài ra, họ cũng là cơ quan có quyền phân công, huy động lực lượng an ninh cơ sở khi cần nắm bắt tình hình an ninh, điều 7. Hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy, điều 9. Kiểm tra nhân khẩu, tạm trú tạm vắng, điều 10. Giám sát và quản lý các đối tượng đang sinh sống tại cơ sở, dù là người bị cấm khỏi nơi cư trú, đã chấp hành hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích, đang trong thời gian thử thách hay các trường hợp khác. Điều 11. Một số quy định như điều 7 và điều 11 là rất đáng bận tâm. Dù trước nay việc dùng tiền thân của lực lượng này để theo dõi, đe dọa, giam cầm tại gia các đối tượng bị xem là nguy hiểm về chính trị có tiền án tiền sự là không mới. Đây là lần đầu tiên có một văn bản cấp độ luật công nhận hoạt động này. Về mặt nhân sự, Bộ Công an, thông qua Công an xã, tiếp tục có thẩm quyền khuynh đảo trong việc xây dựng lực lượng an ninh cơ sở. Không những luật không giải tán, bảo vệ dân phố, công an bán chuyên, dân phòng trước kia, các nhóm này đơn giản được hợp nhất và kiện toàn thành lực lượng mới với danh nghĩa Tổ viên Tổ An ninh Trật tự về mặt số lượng tổ viên, tuyển dụng tổ viên, lực lượng công an xã và các cấp công an cao hơn có quyền chủ động tham mưu và xây dựng phương án để chính quyền địa phương làm theo. Nói cách khác, họ cũng là nhóm quyết định thực tế về mặt số lượng tổ viên tổ an ninh trật tự và quy trình tuyển chọn diễn ra như thế nào. Điều này được thể hiện rõ nhất ở điều 15 pham bún của luật ghi rằng Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự. Về mặt ngân sách, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở vừa tạo ra nguồn ngân sách cho Bộ Công an, Điều 25, vừa nhận thêm ngân sách từ chính quyền dân sự địa phương, Điều 26. 3. Luật Cảnh sát cơ động 2022 Luật Cảnh sát cơ động 2022 được ban hành vào ngày 11 tháng 6, 2022 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01, 2023 đây là văn bản đầu tiên trong các văn bản chúng ta đã nhắc tới mặc nhóm quy phạm không sáng tạo ra thẩm quyền và không gian hoạt động mới cho bộ công an tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng đạo luật không ghi nhận thêm nhiều lợi ích mở rộng thêm quyền hạn có sẵn và từ đó bổ trợ thêm nhiều công cụ cho siêu bộ công an tại việt nam tính mới của văn bản không hoàn toàn mới Luật Cảnh sát cơ động là sản phẩm nâng cấp có tính kế thừa từ pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013. Phạm vi điều chỉnh. Xét tổng quát, Luật Cảnh sát cơ động làm rõ các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động và đồng thời làm rõ chế độ, chính sách, lương bổng, ngân sách và các phúc lợi khác cho lực lượng này. Thẩm quyền bổ sung cho Bộ Công an. Dù không sáng tạo như các văn bản ở trên, Điều này không có nghĩa là luật cảnh sát cơ động không nâng quyền hạn, lợi ích dành cho lực lượng cảnh sát cơ động, một trong những nhánh có khả năng biểu dương uy quyền nhất của Bộ Công an. Và để nhận thấy điều này, chúng ta cần xoáy sầu vào các chi tiết và điều khoản nhỏ lẻ. Quan sát này có thể nói được biểu hiện rõ nhất tại Điều 12 về vấn đề tuần tra, kiểm sát, bảo đảm, an ninh trật tự. Đây cũng là một điều hoàn toàn mới so với pháp lệnh cảnh sát cơ động. Mở rộng không gian hoạt động của lực lượng này, ngay cả trong trường hợp không có bạo loạn hay những vấn đề trị an nghiêm trọng khác. Khoản bướn của Điều 12, luật hóa khả năng dừng, kiểm tra, lục soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu với độ bao quát gần như không giới hạn. Điều đáng nói hơn là, việc tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an ninh trật tự ra sao sẽ không được quản lý bởi chính quyền địa phương, dù là lực lượng cảnh sát cơ động địa phương, mà do Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình hoạt động tuần tra kiểm soát của cảnh sát cơ động. Khoản 5 Điều 12 Cơ chế bảo vệ dành cho cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát cơ động cũng được tăng cường. Tại Điều 8, về các hành vi bị nghiêm cấm, khoản 1 của điều này không chỉ cấm hành vi chống đối, cản trở công vụ như pháp lệnh cũ, mà còn nghiêm cấm việc trả thù đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác hỗ trợ, giúp đỡ cảnh sát cơ động trong thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ. Cuối cùng, luật cũng bổ sung thêm trách nhiệm của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ngoài việc quy hoạch quỹ đất phù hợp để xây dựng trụ sở đóng quân, thao trường huấn luyện, còn bao gồm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất khác lẫn ưu tiên thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động theo quy định của pháp luật điều 30. Những quy định trên rõ ràng củng cố quyền lợi của Bộ Công an cả về mặt hoạch định nhân sự lẫn tài chính. 4. Luật An ninh mạng 2018. Luật An ninh mạng 2018 là một sản phẩm pháp lý gây tranh cãi dữ dội trong nước lẫn trên trường quốc tế. Nó cũng là bước đệm lớn nhất cho việc mở rộng quyền lực của Bộ Công an sang môi trường công nghệ cao và không gian mạng. Được ban hành vào ngày 12/6/2018 và có hiệu lực vào ngày 01/01/2019, đây có thể được xem là văn bản luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất đối với sự phát triển và trần giới hạn của không gian mạng Việt Nam trong tương lai. Mà theo đó, vai trò của Bộ Công an ở cả các khía cạnh hoạch định chính sách, nhân sự và ngân sách là hoàn toàn vượt trội. Tính mới của văn bản, hoàn toàn mới. Luật an ninh mạng khác biệt với hầu hết các quy định pháp lý trước đó về không gian mạng. Nó tạo ra thẩm quyền mới và định chế mới và từ đó là những tác động mới cho xã hội Việt Nam. Phạm vi điều chỉnh. Xét tổng quát, Luật an ninh mạng được đặt ra nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Đi kèm theo đó là các vấn đề về tổ chức và quản lý nhà nước, thẩm quyền bổ sung cho Bộ Công an. Trước khi nói về tình trạng cường hóa, Bộ Công an cần công nhận rằng trong môi trường hiện nay, luật an ninh mạng có đưa ra một số giải pháp để đảm bảo sự ổn định của hệ thống hạ tầng thông tin cũng như sẵn sàng cho các cuộc tấn công kỹ thuật mạng có khả năng làm tê liệt nhiều hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của một quốc gia. Tuy nhiên, văn bản luật cũng trao quá nhiều thẩm quyền cho Bộ Công an so với tất cả các cơ quan khác, kể cả Bộ Quốc phòng. Trước tiên, bàn về thẩm quyền hoạch định, Bộ Công an trở thành cơ quan quản lý thực tế về an ninh mạng. Ví dụ, tại Điều 10, khi nói về thẩm định, đánh giá, kiểm tra, khắc phục sự cố của hệ thống thông tin, khoản 4 cho biết chính phủ sẽ quy định về việc phối hợp giữa các bộ ban ngành. Song điều này được làm rõ trong Nghị định 53, cho thấy Bộ Công an sẽ là cơ quan gửi yêu cầu, đề nghị và tham gia chủ trì toàn bộ và tất cả các quy trình liên quan thẩm quyền về hoạch định chính sách cũng được ghi nhận rõ ràng hơn ở điều 7 của luật. Với việc Bộ Công an chịu trách nhiệm trước chính phủ chủ trì phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Thẩm quyền duy nhất lọt khỏi tay Bộ Công an là vấn đề hợp tác quốc tế có liên quan trực tiếp đến quốc phòng. Cuối cùng, liên quan đến mọi hoạt động phòng ngừa, xử lý thông tin, phòng ngừa gián điệp mạng, phòng chống tấn công mạng, khủng bố mạng ứng phó với tình huống nguy hiểm về an ninh mạng. Được quy định tại chương 2, từ điều 16 cho đến điều 22, Bộ Công an cũng là đầu mối duy nhất. Điều này cũng dẫn đến thực tế pháp lý quan trọng nhất, ghi nhận tại điều 36 của luật là Bộ Công an có thẩm quyền soạn dự thảo luật và đề xuất chính sách chủ trương chung đối với vấn đề an ninh mạng nói chung, cho mọi vấn đề trừ khi đó là phạm vi thẩm quyền hạn chế của Bộ Quốc phòng. Với thẩm quyền bao trùm hoàn toàn, không khó để tưởng tượng rằng lực lượng quản lý của ngành này cũng sẽ do Bộ Công an xây dựng, đào tạo và bổ sung ngân sách cho việc duy trì hoạt động. Từ đó, chúng ta có Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an. Với những dẫn chứng pháp lý rõ ràng trên, không khó để khẳng định thẩm quyền gần như tuyệt đối của Bộ Công an trong lĩnh vực an ninh mạng. Me, dù rất nhiều nội dung trong số đó, có thể được chia sẻ cho cơ quan có chuyên môn kỹ thuật và phù hợp về mặt logic hơn như bộ thông tin và truyền thông. Di sản của một nhà lãnh đạo là một điều rất khó để đánh giá với nhiều cách tiếp cận và nhiều thông tin để khai thác, biện dẫn. Có người thích nói về văn hóa, có người thích bàn về giọng nói, có người lại khen ngợi sự giản dị, gần gũi. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp luật, di sản lập pháp có lẽ là điều quan trọng nhất. Nhà lãnh đạo đã ủng hộ con đường lập pháp nào và đã có dấu ấn bằng những văn bản nào là một phương tiện dễ dàng hơn để đánh giá di sản. Vì di sản chỉ có ý nghĩa khi nó là thứ mà người đời sau có thể thật sự vận dụng cho tương lai của mình. Nhìn vào cách mà quyền năng pháp lý của Bộ Công an được thổi phồng trong giai đoạn ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền, có lẽ giới luật sư và những người nhà nghiên cứu pháp luật đều phải lắc đầu ngao ngán. Quý vị vừa nghe xong bài viết của tác giả Võ Văn Quản được đăng trên web luật khoa tạp chí. Kính thưa quý vị, bầu cử Mỹ trong người mà ngẫm đến ta. Nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã sắp mãn vào cuối năm 2020 này. Theo đó, vào ngày 5 tháng 11, 2020 sắp tới, người dân Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 47 của quốc gia mình. Khi ấy, họ quyết định bỏ lá phiếu chọn lựa các ứng cử viên thuộc hai đảng chính yếu gồm đảng cộng hòa và đảng dân chủ hoặc các đảng phái khác kể cả các ứng cử viên tổng thống độc lập thời điểm này hầu như sự quan tâm của công chúng chỉ tập trung vào hai ứng cử viên ông donald trump cựu tổng thống thuộc đảng cộng hòa và bà kamala harris đương kim phó tổng thống thuộc đảng dân chủ còn lại các ứng cử viên của các đảng phái chính trị khác hoặc các ứng cử viên độc lập vẫn chưa lộ diện hoặc thông tin về họ đã bị chìm khuất trong núi thông tin khổng lồ về hai ứng viên chính. Sau khi có kết quả bầu cử, vị Tổng thống thứ 48 sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, 2025 tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, Điện Capitol. Trong một vài trường hợp hãn hữu, người không được người dân bầu làm Tổng thống cũng có thể trở thành Tổng thống trong trường hợp Tổng thống đương nhiệm qua đời hoặc từ chức, thì người thay thế là phó tổng thống đương nhiệm. Sau phó tổng thống, pháp luật Hoa Kỳ đã quy định sẵn danh sách thứ tự các chức vụ có thể kế vị chức vụ tổng thống, cho thấy hầu hết các diễn biến hoạt động để tấn phong một vị tổng thống Hoa Kỳ từ ứng cử, vận động bầu cử, nhận quyên góp, bầu cử, kiểm phiếu, xác nhận kết quả, khiếu nại, bàn giao quyền lực, nhậm chức, đều thực thi trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật Hoa Kỳ và thông lệ. Đó là một chu trình hoàn toàn minh bạch có thể kiểm soát và kiểm chứng. Trong đó, người dân biết ứng cử viên tổng thống là ai, quan điểm chính trị ra sao, giữa các ứng cử viên có sự khác biệt gì. Qua đó, giúp người dân có thể quyết định chọn lựa người lãnh đạo quốc gia bằng lá phiếu của mình. Nhờ đó mà ý niệm pháp lý chính quyền của dân, do dân và vì dân trở thành một thực tế tồn tại tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đương nhiên cũng có bầu cử thậm chí được chế độ tổ chức rình rang để thu hút tất cả người dân tham gia. Đó là bầu cử cơ quan dân cử các cấp, từ quốc hội đến hội đồng nhân dân địa phương. Và chỉ vậy mà thôi. Theo Hiến pháp, tuy quốc hội được quy định là cơ quan nắm giữ quyền lực cao nhất, thế nhưng, tại Điều 4 lại quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, vô hình chung đã phủ nhận hoàn toàn vị thế của quốc hội. Thế nên, người đứng đầu Đảng Cộng sản là tổng bí thư mới là người nắm giữ quyền lực cao nhất, chứ không phải chủ tịch quốc hội. Quốc hội chỉ còn là một định chế mang tính hình thức và là một tấm bình phòng về ngụy dân chủ mà thôi. Cho nên, tuy bầu cử quốc hội được tổ chức rình rang thu hút mọi người dân đi bỏ phiếu, nhưng thực chất lại chẳng có quyền hạn gì ngoài việc hợp thức hóa các quyết định từ Đảng Cộng sản. Trong khi đó, chính các kỳ đại hội Đảng Cộng sản tổ chức 5 năm 5 lần, mới thật sự quan trọng vì chính đảng cộng sản đã giành lấy vị thế quyết định tất cả những vấn đề hệ trọng của quốc gia. Tất nhiên, chỉ có một số rất ít người người dân là đảng viên Đảng Cộng sản mới có quyền tham gia đại hội đảng. Sau đại hội các cấp thì chỉ còn một nhóm hơn trăm đảng viên cao cấp là ủy viên Trung ương Đảng có quyền bầu ra các chức vụ cao cấp nhất lãnh đạo đảng và quốc gia. Theo đó, lẽ ra vào tháng 1 năm 2026 sẽ diễn ra kỳ đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 14 để bầu ra một tổng bí thư. Thế nhưng, tổng bí thư đương nhiệm, ông Nguyễn Phú Trọng, đột ngột qua đời vào tháng 07-2024, khi chưa hết nhiệm kỳ thứ ba của ông ấy, cũng đã khiến đặt ra vấn đề thay đổi người lãnh đạo quốc gia mới. Rất nhanh, một ngày trước khi ông Nguyễn Phú Trọng mất, thì chế độ đã thông báo cho quốc dân về việc Bộ Chính trị tạm giao quyền hạn tổng bí thư đảng cộng sản cho ông tô lâm chủ tịch nước không chỉ vậy việc kế vị của ông tô lâm hoàn toàn dựa trên cơ sở thế lực của ông ấy trong đảng vào lúc này chứ không theo cơ sở pháp luật nào cả như vậy kể cả đại hội đảng chính thức theo nhiệm kỳ hoặc thay đổi tổng bí thư trong nhiệm kỳ thì cũng chỉ có một nhóm nhỏ là đảng viên cao cấp quyết định mọi sự hệ trọng mà thôi sự quyết định của họ là một chu trình hoàn toàn dựa vào vị thế cá nhân và tương quan quyền lực của các thế lực trong đảng. Trong đó, người dân hoàn toàn đứng ngoài chu trình đó, họ không có vai trò gì trong quá trình tấn phong một người lãnh đạo có thẩm quyền quyết định vận mệnh quốc gia của mình. Người dân cũng không hề biết ứng cử viên là ai cho đến ngày bỏ phiếu, vì vậy họ càng không thể biết xu hướng, quan điểm chính trị của người ấy cũng như chương trình hành động là gì sau khi đắc cử người trúng cử tổng bí thư trong cuộc bỏ phiếu thực chất chỉ là hình thức để che đậy kết quả dàn xếp, thỏa hiệp giữa các thế lực tranh đoạt quyền lực trong Đảng Cộng sản. Đó là khuôn mặt thật của nền chính trị đương đại Việt Nam. Quý vị vừa nghe xong bài viết của tác giả Đặng Đình Mạnh.